Em Nam Xe Tải Hưng Yên xin chào tất cả quý anh chị đang xem video của Em Nam ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay Em Nam lại lên video giới thiệu cho tất cả quý anh chị một mẫu xe đến từ Kia với cái mã sản phẩm là Frontier K250 với cái quy cách đóng thùng là thùng lửng mở ba bừng quý anh chị nhá, với cái màu là màu xanh dương quý anh chị ạ. Đấy, thì về phần đầu xe thì Em Nam xin phép này, đây ạ, giới thiệu cho quý anh chị, đây là logo rồi. Và mặt ca lăng của xe đều được mạ chrome tạo lên cái vẻ thẩm mỹ hơn cho xe. Hai bên là hai cụm đèn chiếu sáng của xe được trang bị là đèn halogen với cái cường độ chiếu sáng cao và cái góc chiếu sáng của nó rộng hơn quý anh chị nhé. Đấy, tích hợp thêm là đèn báo rẽ này, hay còn gọi là đèn xi nhan đi quý anh chị ạ. Phía dưới phần cản thì có lưới tản nhiệt của xe này, hai bên là hai cái đèn sương mù hay còn gọi là đèn phá sương đi quý anh chị ạ. Về phần đầu xe thì xe Kia Frontier K250 được sơn đúng tĩnh điện EAD toàn phần, phủ một lớp ngoài là sơn metallic, công nghệ sơn của xe con nhìn rất là đẹp và thẩm mỹ quý anh chị ạ. Về phần gương chiếu hậu của xe thì gương của Kia Frontier K250 vẫn sử dụng như gương của K200, với tầng trên là gương phẳng và tầng dưới là gương cầu lồi quý anh chị nhé. Như vừa Em Nam chia sẻ thì xe Kia Frontier K250 bên Em Nam đây là mã thùng lửng với cái cách là đóng thùng là mở ba bửng quý anh chị ạ. Đấy, cái vật liệu này làm những cái bửng này là vật liệu thép quý anh chị nhá. Đấy, với cái chiều dài thùng là 3,5 m, chiều rộng là 1,67 m và chiều cao là 410 mm hay còn gọi là 41 phân thì quý anh chị ạ. Đấy, về cái sàn thùng thì vẫn được thiết kế là sàn tôn đen chấn sóng dày 1,2 mm và sơn cùng với màu sơn của xe quý anh chị nhé. Ba cái bửng này thì quý anh chị có thể mở ra. Đây, Em Nam xin phép là mở cái bửng sau ra để cho quý anh chị xem và tham khảo. Đây ạ, bửng sau của xe thì được thiết kế thêm là một cái móc xích này. Đấy, để anh chị móc xuống để gia tăng cái chiều dài của thùng ra được 41 phân quý anh chị ạ. Đấy, hai cái bửng hai bên này đều mở được quý anh chị nhá. Em Nam xin phép là giới thiệu tiếp đến phần đèn chiếu hậu của xe. Thì trên Kia Frontier K250 thì được thiết kế đèn chiếu hậu là riêng biệt với đèn phanh, đèn lùi và đèn xi nhan tách rời ra để khi mà có xảy ra va chạm dẫn đến hỏng hóc ấy thì cái chi phí nhà mình bỏ ra để thay thế sửa chữa nó được giảm đi quý anh chị nhá. Phía dưới là có một cái cản vừa để tránh cái tai nạn không mong muốn mà xe đằng sau có thể rút vào gầm, cũng thêm một cái nữa là để quý anh chị có thể trèo lên trèo xuống thùng hàng một cách dễ dàng hơn quý anh chị ạ. Đi theo xe thì sẽ có hai lốp dự phòng. Đấy, vì kích thước lốp trước và lốp sau là hai kích thước khác nhau. Đây là lốp dự phòng của bánh đằng sau quý anh chị nhá. Biển thì được lắp ở chính giữa này, cũng có đèn soi biển số này quý anh chị ạ. Mé bên cạnh của lốp dự phòng thì có một cái hộp để đồ để quý anh chị có thể đựng là tay công, tay kích và kích thủy lực quý anh chị ạ. Sang mé bên hông này thì đây, phía dưới thùng là cái lốp dự phòng của bánh đằng trước. Bình ắc quy của xe thì sử dụng là bình ắc quy khô của Đồng Lai với 12V và 100 Ah. Đấy, thì Em Nam xin phép là giới thiệu tiếp cho quý anh chị về hệ thống phanh, treo và lái của xe. Thì trên Kia Frontier K250 thì sử dụng hệ thống treo trước và treo sau đều là phụ thuộc, sử dụng nhíp ná và có giảm chấn thủy lực quý anh chị nhé. Hệ thống phanh thì sử dụng phanh trước là phanh đĩa, phanh sau là phanh tăng chống, có tích hợp thêm là phanh ABS và hệ thống cân bằng điện tử ESC quý anh chị ạ. Chia sẻ thêm với quý anh chị thì về phần động cơ của Kia Frontier K250 bên Em Nam thì sử dụng là động cơ Hyundai D4CB với cái công suất cực đại là 130 sức ngựa, tại thời điểm vòng cua là 3.800 vòng trên phút, với cái mô men xoắn cực đại lên đến 255 Nm, trong giải vòng cua là từ 1.500 đến 3.500 vòng trên phút quý anh chị nhé. Thì trên xe sử dụng hộp số là 6 cấp số tiến và 1 cấp số lùi. Vỏ hộp số được thiết kế bằng hợp kim nhôm đấy, giúp tản nhiệt tốt hơn quý anh chị ạ. Thì sau đây Em Nam xin phép là mời tất cả quý anh chị vào trong khoang cabin của xe để
em Nam giới thiệu cho quý anh chị về khoang cabin của xe ạ. Mở cửa ra thì đập vào mắt em Nam ngay đầu tiên là trên Kia Frontier K250 được trang bị là cửa kính lưng chỉnh điện quý anh chị ạ. Cửa kính lưng chỉnh điện này. Trên cái táp ni cửa thì có trang bị thêm là một miếng phản quang để giúp quý anh chị di chuyển vào ban đêm ấy. Mà mở cửa ra ấy thì cái xe đằng sau người ta có thể nhận biết là xe mình đang mở cửa và người ta tránh để giảm thiểu cái khả năng va chạm. Trên hai cái táp ni cửa thì đều được trang bị là hai hệ loa quý anh chị ạ. Đấy, hai hệ loa quý anh chị nhá. Thì bước vào trong khoang cabin thì K250 thiết kế cái khoang cabin khá là rộng rãi. Trên xe thì được trang bị là ba ghế ngồi. Ghế thì vẫn điều chỉnh được ba hướng. Nên tịnh tiến này, ngả lưng và tựa đầu. Ghế thì vẫn được thiết kế là ghế bọc lỵ cao cấp quý anh chị ạ. Đấy, để ba chỗ ngồi. Về phần vô lăng của xe thì trên Kia Frontier K250 thì vẫn sử dụng là vô lăng hai chấu. Chính giữa là có logo thương hiệu của xe, cũng được mạ chrome thì rất là thẩm mỹ quý anh chị nhé. Hai bên thì vẫn là hai cụm công tắc đa năng. Bên trái, tay bên trái của em Nam là công tắc điều chỉnh đèn. Bên phải là công tắc điều chỉnh gạt mưa rửa kính quý anh chị nhé. Xuống đến bảng đồng hồ táp lô của xe thì xe được trang bị là 4 đồng hồ cơ. Đấy, với đồng hồ moment của động cơ này, đồng hồ tốc độ của xe này, đồng hồ nhiệt độ nước làm mát và đồng hồ mức nhiên liệu của xe quý anh chị nhé. Thì trong đây thì có cái màn hình con hiển thị những cái đèn check của xe cũng như động cơ của xe quý anh chị ạ. Thì sang đến cụm âm thanh giải trí của xe thì trên xe Kia Frontier K250 sử dụng là hệ thống radio FM. Đấy, có tích hợp thêm là chân cắm USB và chân cắm AUX. Thì trên xe Kia Frontier K250 thì vẫn được trang bị là máy lạnh cabin thôi quý anh chị nhé. Với 4 cửa gió này, 4 cửa gió. Bên cạnh là có công tắc điều chỉnh quạt gió này. Phía dưới là công tắc điều chỉnh điều hòa này. Công tắc điều chỉnh hướng gió và công tắc điều chỉnh lấy gió trong và lấy gió ngoài quý anh chị nhé. Phía dưới thì được trang bị là tẩu thuốc này. Đấy, và gạt tàn thuốc. Phía dưới cùng là có công tắc này chống chân trượt quý anh chị này. Về cần số của xe thì cần số của xe được trang bị rất là thẩm mỹ và đẹp quý anh chị ạ. Với 6 cấp số tiến và 1 cấp số lùi. Muốn vào số lùi thì anh chị gài cái lẫy ở bên cạnh và chúng ta vào số lùi. Đấy, rất là an toàn quý anh chị nhé. Đi theo xe thì quý anh chị được trang bị là bộ tay công tay kích và kích thể lực quý anh chị ạ. Về phần trần của xe thì xe vẫn được trang bị là trần mỹ cao cấp này. Có tấm chắn nắng, có đèn na phông trần này, với 3 chế độ on off và door và gương chiếu hậu của xe quý anh chị ạ. Thì vừa rồi em Nam cũng đã giới thiệu cho quý anh chị ngoại thất cũng như nội thất của mẫu xe Kia Frontier K250 bên em Nam. Thì về giá xe của thùng lửng bên em Nam đang có giá là 445.600.000 quý anh chị nhé. Thì quý anh chị nào mà có nhu cầu muốn đầu tư xe thì có thể liên hệ trực tiếp với em Nam qua số điện thoại 0378998658 để em Nam hỗ trợ tư vấn và báo giá lăn bánh cho nhà mình. Thì sau đây em Nam xin phép là kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã xem video của em Nam ạ.